Nó tất cả mọi người nhau, hôm nay tớ lại chơi tam trò, chơi bàn bàn loại trước này. Con này đây. Chúng ta sẽ xem đây, xem nào. Này nó đang lái máy bay này, mày tuổi. Chúng ta sang ngoài xem đây xem. Okay, he should relax. It was just a question. I apologize. I'm just tired of all this. Tired of what? Tired of everything. There is no point anymore. What? Chúng ta xem đến nó sẽ chiến nhau. Chiến nhau. Maybe it's time to abandon this plan. I mean, how do you end up flying over a sea of Jordania instead of an actual sea? Okay, that's it. Maybe you should let the captain fly the plane if this is your mentality. What are you doing? I am finished with your constant babbling. It is always unstable to start the conversation. Con này bên đây này. Ta sẽ xem là nó sẽ chiến đấu với con này. Nó đang bay lên xuống này. Rồi xem đặt cái thẻ này. Ta sẽ đi lên trên đây. Déjame ver eso. Te dirigías al único auditorio que no está bloqueado. Espero que odies tu tiempo aquí. No se me va a encargar. Humano asqueroso. Está de divana.
estás en la mujer, ¿verdad? A la voz de nada. Gracias, hombre. Hey! Hey, Jonathan! I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. I love gifts, but can you please give me a hint as to what's inside? I can't. It wouldn't be a surprise if I do that. I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. Wait, did I already say that line? What was that? If this is another one of your tricks, Jonathan, I'll have you arrested. It is indeed one of my tricks.
You and everyone else will pay for what you've done to the poor birds of the town. Run! Oh, hi, old guy again. À, nó ra đây. Ôi, nó đuổi chú chạy vô. Ôi, nó đuổi đây. Ôi, chạy chạy nhanh. Nó bắt rồi. À, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai. Đây, nói ra mình. Phải nhận đồ như thế nào, chúng ta đi nắp cho đủ chưa?
clock is quite simple. Put the correct numbers in their correct positions and turn the hour hand towards 8 o'clock and it works. But I can't remember which numbers is where. I can leave this damn room. Quickly follow me and open the bubble room door. Stranger, I need to go over there and take a look after I finish this cup of coffee. Sẽ sang trò chơi thứ ba. Đây chúng ta bắt đầu vào chơi này. Ôi những con này. Ôi đây. Đấy rồi. Chết rồi. Ôi chết rồi. Ở đây nhanh lên nào. Nhanh đâu. Oh, đây nó vâng. Đây là chúng ta sẽ bỏ phiếu. Đây, con này nó sẽ mở cho hai con quái vật trong cửa ra này. Đây, chúng ta bắt đầu vào chơi này. Ui, nhiều quá đây. Ô, con kia giống hoa sương. Oh.
chalo. Chalo đây. Chúng ta xem nó đâu. Oh, đây đây, đang đuổi đây. Oh, thế nào, chạy nhanh. Chạy nhanh. Tí nữa là chúng ta bị bắt. Ta sẽ xăm đây. À, chạy nhanh nào. À, chạy đây không có đâu. Thôi đâu. Ôi, chạy nhanh. Ta xuống xuống đây đến bên nhà tìm cái này. À, bây giờ chúng ta sẽ đi thế đó. Ở đâu ạ? À? Nó có thời gian à? Hào nhỉ. Hào quá đi. Giờ chúng ta sẽ không nhận được ảo diệu thật. Thiệp thiệp. Đây, nhận về nốt này. Đi về đi. Lại còn chơi cái gì nữa nhanh lên. À, thằng ghen. Đi về. Đi á. À, quán đi. Đi về đâu.
Ah, se le añade la otra. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ tư. Nào, ta xem đã có súng này. Đây đây, ta sẽ mở cái ra. Ta bật cái súng đi. Okay, the generator is located inside a cottage to the north of the factory. Come ASAP. Over. I found this egg on my way here. Take it to its mom, please. Cái cháu cái nó đâu rồi? Chúng ta sẽ nó tập chú đây. Ôi đây, chứ nó chết bắt rồi chú đây. Chúng ta đi tìm quả thứ hai này. Chúng ta phải tìm đủ 3 quả mới được nha. Ở đây. Chúng ta bị ngon. Rồi, nhập xem cái này. Đây đây. Chúng ta sẽ sang bên đây tìm quả thứ ba. Chúng ta cẩn thận nào, chúng ta sẽ bắt chứ bắt đấy. Đây là quả thứ ba đây. Thế chúng ta sẽ mở cái này ra này. Sao nó đến đây à?
Là sẽ sao đây. Chúng ta vào đây xem con kia nó ra chưa. Nó đi rồi. Chúng ta vào đây chúng ta mở cái cửa này ra này. This? Well, I found the key to his display case and took it to go investigate. That's okay. Bắn. Sang cái chuối này. Sẽ bắn vào đây. Hay là sẽ mở ra này. Này, chúng ta chiến thắng này, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ 5, Puppy 2. Welcome to the gas
sound like Nepo Bean. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Cái cao nó xa mà. Xuống. Ta sẽ nhảy này. Ta sẽ đi sang bên đây. Ta sẽ nhảy qua đây này. Ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Thế Bobby. Rồi đây. Ta sẽ đi xong đây. Ta sẽ lấy cái vỏ trứng này. Sẽ nắp đây. Trời nó đang xâm xét luôn, chúng ta sẽ lấy con chơi nó đuổi này. Chúng ta chạy đó. Ta sẽ đi vào đây. Cái nó sẽ đuổi lên trên đây. Sẽ hút tôi vào.
La banana, sí. La banana está. Nó bị tay chúng ta này.